Tàu Panaja 4 trên đường hành trình từ Singapore đến cảng Cái Lân, cách Nha Trang 124 hải lý về hướng Đông Nam, bất ngờ có một thuyền viên người Philippines bị đau ổ bụng, nhịp thở không bình thường. Nhận được thông tin cấp cứu, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã liên lạc với tàu, hướng dẫn các biện pháp sơ cứu, đồng thời điều động tàu SAR-2701 lên đường thực hiện nhiệm vụ. Sau khi tiếp cận được tàu Panaja 4, Tổ y tế đã kịp thời sơ cứu và chuyển thuyền viên bị đau sang tàu cứu nạn SAR-2701 đưa về bờ để tiếp tục cứu chữa. Đến 12 giờ 48 phút, thuyền viên này đã được đưa về cảng Nha Trang an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế địa phương để tiếp tục điều trị kịp thời.